khởi tố hai nhân viên bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ liên quan công ty Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 3, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Yến Phương, sinh năm 1990, và Phạm Ngọc Thùy, sinh năm 1987, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, điều 355, Bộ Luật Hình sự năm 2015. Phương và Thùy là nhân viên xét nghiệm sinh học phân tử thuộc khoa xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Theo Công an, từ năm 2017 đến năm 2021, hai bị can có hành vi kê khống nhu cầu sử dụng hóa chất tách chiết, kit xét nghiệm viêm gan B, C, lao, để bộ phận mua sắm đặt mua hàng của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á theo các gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi đã trúng thầu trước đó. Các bị can cấu kết với nhân viên Công ty Việt Á làm khống hàng hóa, bao bì, nhãn mác giống hàng thật, nhưng bên trong là nước lọc. Thủ tục để bộ phận mua sắm trình ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thanh toán đầy đủ giá trị lô hàng, trong đó có hàng khống, sau đó đề nghị Công ty Việt Á chi lại giá trị hàng khống đã thanh toán cho hai bị can để chiếm đoạt tiền khoảng 800 triệu đồng của bệnh viện. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng vụ án nhằm xác định trách nhiệm với vai trò đồng phạm của một số nhân viên Công ty Cổ phần Việt Á để xử lý theo quy định. Muốn thanh thản thì đừng ăn không của ai cái gì. Thưa quý vị và các bạn, giá mà những quan chức đã xa cơ biết quý trọng danh dự và liêm sỉ để có được nhận thức đơn giản nhưng rất thanh tao của cụ bà bán sau vỉa hè. Ở đời muốn được thanh thản thì đừng ăn không của ai cái gì. Thì chúng ta đâu đến nỗi. Hôm vừa rồi vợ đi vắng, tôi được gánh vác sứ mệnh chợ búa bếp núc. Sau khi mua đủ những thực phẩm cần mua ở một chợ góc vỉa hè, tôi tới quầy của một bà cụ tầm tuổi ngoài 70 trông rất phúc hậu để mua thêm một ít rau diếp cá. Bà cụ bốc cho tôi một nắm và bảo 2.000 đồng. Không có tiền lẻ, tôi đưa bà tờ 20.000 đồng. Bà cũng không có tiền lẻ trả lại. Tôi bảo không cần phải trả lại tiền thừa. Nhưng bà kiên quyết từ chối và đi đổi bằng được tiền lẻ để trả lại tiền thừa cho tôi. Nhận lại tiền thừa, tôi bảo, sao cụ cẩn thận vậy? Bà trả lời, những đồng tiền này là của anh chứ không phải của tôi. Tôi đáp, nhưng có đáng là bao? Bà đáp lại một cách chân thành, nghiêm nghị. Ở đây, muốn được thanh thản thì đừng ăn không của ai cái gì anh à, dù ít hay nhiều cũng vậy. Trên đường về, tôi ngẫm nghĩ mãi về những lời nói và hành động của bà cụ tuổi ngoài 70, phải ngồi bán sau ở vỉa hè để nhặt từng đồng tiền lẻ, nhưng chỉ nhận những gì mà sức lao động của bản thân bỏ ra, kiên quyết từ chối những gì không phải là của mình. Từ nhân cách đáng kính của bà cụ bán rau, tôi liên tưởng tới hàng loạt quan tham, gắn chân mình những phẩm hàm và chức tước cao sang, chuyên đi giáo huấn đạo đức cho thiên hạ. Nhưng hễ có cơ hội thi nhau vơ vét công quỹ là tiền đóng thuế đầy mồ hôi nước mắt của nhân dân, vơ vét tài nguyên quốc gia. Nhiều người quá tham lam, trục lợi bon rút từng tí một khi ngồi trên ghế. Cả một đội ngũ quan chức hùng hậu từ Bắc chí Nam, từ địa phương đến trung ương điềm nhiên nhận hối lộ, chia chác trong vụ kit test Việt Á. Người ta cũng ra tay bòn rút chính đồng bào của mình trong các chuyến bay giải cứu đưa người Việt từ nước ngoài trở về trong đại dịch Covid. Họ phớt lờ nỗ lực của cả hệ thống trong phòng chống dịch. Trong lúc hàng trăm nghìn bệnh nhân Covid đang vật vã trong các bệnh viện, trong các khu cách ly tập trung, trong đó trên 40.000 người đã ra đi mãi mãi. Họ phớt lờ nỗi khổ đau những lúc thời điểm đại dịch Covid bùng phát dữ dội, hàng triệu lao động phải dùng xe máy tháo chạy với quãng đường hàng trăm, hàng nghìn km từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận để về quê hương, và còn ở rất nhiều lĩnh vực khác nữa. Giá mà đội ngũ quan chức biết quý trọng danh dự và liêm sỉ để có được nhận thức đơn giản nhưng rất thanh tao của cụ bà bán rau vỉa hè. Ở đời, muốn được thanh thản, đừng ăn không của ai cái gì, thì chúng ta đâu đến nỗi. Nữ quái lừa đảo trong vụ tham ô hàng trăm tỷ ở Đại học Bách khoa Đà Nẵng xa lưới. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bắt giữ đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như, 36 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Thị Huỳnh Như được xác định là đã lừa đảo Lâm Thị Hồng Tâm, thủ quỹ trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng với kịch bản hùn vốn làm ăn. Bước đầu Như khai nhận từ đầu năm 2021, biết Tâm là thủ quỹ của Đại học Bách khoa và nắm giữ số tiền lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo. Như mua sim giác, lập tài khoản Zalo lấy tên và hình đại diện là LT Hùng và một số tài khoản Zalo khác. Tiếp đó Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ dê Tâm góp vốn làm ăn. Như cố ý chỉ nhắn tin trao đổi công việc qua Zalo chứ không gọi điện, không gặp nhau trực tiếp. Với mức lợi nhuận 100 triệu đồng từ việc góp vốn làm ăn mua bán gỗ đầu tiên, Tâm bắt đầu sập bẫy của Như. Sau đó Như bịa ra chuyện Hùng thắng bạc tương đương 90 tỷ đồng ở Malaysia để dẫn dắt, dụ dỗ nhằm bòn sạch tiền của Tâm, khiến Tâm phải bán nhà, cầm cố tài sản lấy tiền chuyển vào tài khoản NKD theo dẫn dụ của kẻ lừa đảo.
Số tiền chiếm đoạt được từ Tâm, Như đã sử dụng để mua nhiều lô đất, mua ô tô sang để đi lại và tiêu xài cá nhân. Liên quan đến vụ việc trên, cùng với quá trình điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế tập trung xác minh, kê biên, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Theo đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa tạm giữ lên đến hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các đối tượng đã rút ruột từ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, tối 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy, 34 tuổi, trưởng phòng kế hoạch tài chính, và bà Lâm Thị Hồng Tâm, 50 tuổi, thủ quỹ của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng về tội tham ô tài sản. Mở rộng điều tra đến ngày 23 tháng 2, Công an tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đoàn Quang Vinh, 61 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Công an xác định Huy và Tâm đã thực hiện hành vi ký khống các tờ séc ngân hàng, rồi điền thông tin số tiền để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Cụ thể, để thực hiện việc rút tiền, bà Tâm sử dụng quyển séc ngân hàng BIDV được giao quản lý, không điền đầy đủ thông tin vào mà đưa cho Huy ký xác nhận mục kế toán trưởng, sau đó trình cho Đoàn Quang Vinh, lúc đó là hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, là chủ tài khoản ký duyệt. Hậu quả, từ năm 2021 đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, Tâm đã rút và chiếm đoạt của nhà trường hàng chục tỷ đồng. Quảng Nam khởi tố một phó giám đốc và hai thuộc cấp tội nhận hối lộ. Thưa quý vị và các bạn, theo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, qua mở rộng điều tra sai phạm liên quan đến các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9202D, địa chỉ tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm cơ giới Quảng Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Khánh Linh, phó giám đốc trung tâm, Trần Đình Phước, Nguyễn Trần Nhật Huy là các đăng kiểm viên của trung tâm về tội nhận hối lộ. Qua điều tra ban đầu, xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, cải tạo tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9202D, các đăng kiểm viên đã thỏa thuận nhận tiền của các chủ phương tiện để làm hợp thức hóa hồ sơ cải tạo xe nhằm cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo. Ban đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền sai phạm của các bị can hơn 152 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D, Quảng Nam thuộc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Quảng Nam, địa chỉ đóng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, do có nhiều sai phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.